mọi giới đều xài được hết nha. Đúng rồi, cho nên cứ yên tâm mà sử dụng. Tính ra một bộ mỹ phẩm này mà cái giá thật sự so với những cái thương hiệu lớn thì nó không đắt như vậy, nhưng mà phải ở cái tầm trung. Cái giá thật sự là với chị nha, chị nghĩ là affordable, chấp nhận được, nhận được trong cái tầm khả năng cũng như là trong cái tầm tay của mình. Và nhưng mà chất lượng thì rất là tuyệt vời đó. Thì thay vì các anh chị đã quen xài những cái sản phẩm của nước ngoài rồi thì hãy thử một lần trải nghiệm với một cái sản phẩm của Made in Việt Nam. Nhưng mà mình ủng hộ không chỉ cho cái sản phẩm của Việt Nam mình mà còn thúc đẩy cho cá nhân doanh nghiệp, nhưng mà cũng thúc đẩy cho cả một cái nền kinh tế đi lên. Không chỉ với nhà lúc kia mà cho tất cả những cái sản phẩm của tất cả các brand Việt Nam nào mà người ta đầu tư chất lượng cũng như công nghệ tốt. Và tất nhiên các bạn biết thêm một cái điều này nữa mà, thì đại khái là như thế này, tất cả những sản phẩm mà để bán được trên TikTok cũng phải trải qua cái quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Cho nên các bạn mua hàng ở trên TikTok, ở trên TikTok đó, các bạn cứ yên tâm là bởi vì cũng phải trải qua cái quy trình đó hết mới được bán trên này. Và cũng như không mà không một cái doanh nghiệp nào mà chỉ mong đánh đổi uy tín của mình với vài bộ sản phẩm rồi thôi. Không ai rảnh lặng như vậy, đúng không ạ? Cho nên là các bạn cứ yên tâm tự tin mà dùng nha. Ok. Như là ship em á chị, nó có hỗ trợ thêm gì nữa không? Ví dụ như mà các bạn mà mua sản phẩm đi, mua combo 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, một combo 7 sản phẩm á, là tặng quà cho người thân rồi sinh nhật dịp lễ gì kia, bên The Lucin có hỗ trợ gói hòa quà. Wow, trời ơi, bữa nay có thêm cái một cái khuyến mãi nhỏ nè. Đúng rồi. Bây giờ nếu như các anh chị mua combo mà 7 món hay là 3 món được không? Dạ được chị, ba món. Mấy bạn cứ bỏ nhỏ vô cho combo đi. Bỏ nhỏ cho nhà The Lucin. Em mua sản phẩm đó, em tặng mẹ em tặng cho bạn em, tặng người yêu này kia. Đúng rồi. Em giờ anh chị này gói một cái hộp quà đẹp đẹp này kia để em gửi tặng cho bạn đó. Đúng rồi. Thì bên em sẽ hỗ trợ cái phần đó. Wow. Đó. Tùy theo cái độ tuổi, tùy theo giới tính đúng không? Ví dụ tặng cho mẹ thì bên này sẽ có cách gói sao phù hợp với mẹ. Tặng cho bạn trai, bạn gái thì có cách gói của bạn trai, bạn gái. Ví dụ bạn để cho bên công ty được góp một phần để trao những cái món quà giá trị, không chỉ là về chất lượng mà còn nội dung bên trong mà còn hình thức bên ngoài. Wow. Thật sự là các bạn thấy là công ty cũng rất là chăm chút cho những khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của công ty. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cho nên là các bạn an tâm mà mua sắm cũng như là cứ thoải mái với những cái khuyến mãi của công ty, bởi vì đó là những cái giá trị mà thật sự đôi khi mình không có cân đo đong đếm được. Thì đó là cái tình cảm của công ty dành cho những khách hàng của mình nha. Dạ. Với lại mà khi các bạn mua những sản phẩm bên chỗ nhà được tìm một sản phẩm bên chỗ ship em sẽ chích 5.000 đồng ngay một cái quỹ để hỗ trợ, thứ nhất là cho người già nông dân nè, cho em một coi nè, giúp cho sao đôi. Đúng rồi. Đó. Cho nên đó là một cái chương trình mà Trinh cũng cảm thấy rất ý nghĩa khi mà Trinh được nghe, cũng như là Trinh càng quý hơn cái sự chân thành, cũng như là bên cạnh đó là ngoài chất lượng sản phẩm thì quá ok, tại vì mình xài rồi, mình trải nghiệm rồi, cho nên là mình rất là tự tin về cái vấn đề mà mình affiliate. Nhưng bên cạnh đó mình được nói chuyện, mình được tìm hiểu thêm những cái nhân văn nhất về sản phẩm để làm việc thiện nguyện đó. Đúng rồi chị. Cho nên đây cũng là một cái giá trị mà Trinh nghĩ rằng các bạn cũng phải đồng ý với tụi mình rằng là đáng tâm huyết, cũng như là một cái thương hiệu Việt nó đẹp cả về cái hình thức bên ngoài, nội dung bên trong là cái giá trị nhân văn. Dạ đúng rồi. Các bạn có thể ủng hộ để mình lan tỏa thêm nhiều cái chương trình ý nghĩa như vậy nữa. Dạ, mình mua hàng không chỉ mình có một cái làn da đẹp nè, đúng không, mà mình lại có thể giúp đỡ, mình lại giúp đỡ được cho những cái hoàn cảnh khó khăn nào đó. Trong Phật pháp mình có cái câu là hùng phước, đúng không? Dạ. Hùng phước nhỏ nhỏ của mình mỗi người một chút vô, thì để cuối năm công ty rút ra những cái phần này để mà mình đi làm những chương trình thiện nguyện. Dạ.